Xin chào, chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Phiêu Học Channel. Siêu phẩm đối đầu với lại Toyota Vios 2022 về đại lý có giá từ 539 triệu đồng, công nghệ so kè với lại Honda City. Mẫu sedan hạng B Nissan Almera 2022 thế hệ mới đã bắt đầu được trưng bày tại đại lý với hai phiên bản CVT và CVT cao cấp. Giá bán lần lượt là 539 và 595 triệu đồng. So với phiên bản thế hệ cũ thì phiên bản mới tăng 10 triệu đồng đến 16 triệu đồng. Bên cạnh đó thì Nissan Almera 2022 được đưa vào một số thay đổi đáng chú ý như là ghế bọc da, điều hòa có thêm dàn nóng và tính năng kết nối Android Auto, tính năng gập gương tự động, gương chiếu hậu trung tâm tràn viền, đèn pha tự động bật tắt, màn hình cảm ứng 8 inch, hệ thống âm thanh 8 loa và hay là khởi động bằng nút bấm. Nissan Almera được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, kích thước tổng thể của chiều dài là chiều rộng nhân chiều cao là 4495 x 1740 x 1460 mm, chiều dài cơ sở là 2620 mm, cung cấp cho sức mạnh cho đối thủ của Honda City là khối động cơ tăng áp 3 xi lanh 1.0 lít nhưng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 cho công suất 98,6 mã lực tại 5.000 vòng 9 phút và mô men xoắn là 152 Nm tại 2.400 cho đến 4.000 vòng trên phút. Hai phiên bản CVT dùng hộp số vô cấp, 3 chế độ lái và tính năng ngắt động cơ tạm thời Idling Stop. Về mặt an toàn thì nhà sản xuất đã trang bị cho xe hệ thống phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Nissan Almera có nhiều công nghệ an toàn dẫn đầu phân khúc sedan hạng B như là camera 360, chức năng phát hiện vật thể di chuyển, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Tại thị trường Việt Nam thì Nissan Almera thuộc phân khúc sedan hạng B, đối đầu trực tiếp với lại Toyota Vios, Honda City, Hyundai Accent, Mazda 2 Sedan và Suzuki Ciaz. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Phiêu Học Channel. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của bạn ở ngay phía dưới video này. Xin chào và hẹn gặp lại.